Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Bác ơi, hôm nay em có một cái siêu phẩm này. Để em quay lên nha, mà các bác nào có nhu cầu sưu tầm em nó về đây này. Đấy. Đây là một em Sachima. Trên thân cái này rất là nhỏ nhưng mà toàn bộ trên thân là toàn bộ là khảm vàng 100% hết. Đấy, em quay sát lại cho các bác xem nhé. Toàn bộ là khảm vàng nhé. Đấy, đây là vàng này. Những cái này thì là nó bé nhưng mà nó võ nó quá giỏi luôn các bạn ạ. Không phải là có võ mà nó quá giỏi võ luôn. Đấy. Đấy, thì phê chưa? Em quay cho các bác xem này. Em quên là em quay cho các bác xem cái chuyện ở đây. Chuyện Sachima, chuyện đen nhá. Cái chôn đáy mọi người xem men dạng này, tình trạng lành tít nhá. Đây em đặt nó nằm đây cho các bác xem hoạt tiết của nó phê không mọi người. Cái này thì có tuổi đời là khá là sâu đời, trên 100 năm tuổi rồi chứ không có bao giờ có dưới được. Toàn bộ khảm vàng 24k. Ở cái chỗ quai này nó có một chút bạc của vàng đi rồi, nhưng mà nó phải có một chút bạc đi thì nó mới theo thời gian được các bác ạ. Chứ nếu mà nó lành lặn mà nó chả bạc gì thì nó chả có thể, thì nó lại đổ mới mất. Hôm nay em có hai cái nhé các bác nhé. Cái này thì em xin phép em đo kích thước xong em quay cái tiếp theo. Cái này miệng của nó là đây, miệng nó 16 mọi người ạ. Miệng 16. Chiều cao của nó 29 nhé mọi người nhé. Chiều cao 29. Cái chiều ngang của nó chỉ 12 mọi người. Chiều ngang 12. Cái bụng cái này thì là hơi khiêm tốn. Cái bụng này thì em một tay em quay thì một tay em không đo được bụng các bác. Lát nữa em sẽ đo bụng xong em sẽ ghi vào cái phần giới thiệu của cái bình này cho các bác xem. Còn bây giờ thì em không đo được. Đấy, các bác thấy chưa, phê chưa? Quá là chất luôn. Đây là một cái nha các bác nha. Đây một cái nữa. Đây là cái này, cái thứ hai. Hai cái luôn. Mọi người xem này. Vàng luôn đi nha mọi người nhá. Thấy chưa? Hồng ánh chưa? Đấy. Hai cái này thì là đều là chuyện đen giống nhau nha mọi người nhá. Đây, mọi người xem cái miệng của cái này này. Đấy, mọi người xem kỹ là cái vàng của nó này. Xứng đáng để các bác sưu tầm không các bác? Quá đi, quá xứng đáng các bác sưu tầm luôn. Toàn bộ bằng vàng hết. Phê quá. Chuyện đây mọi người. Em đây, chuyện nó đây. Em này thì ở dưới đáy bình này nó bị như này. Nhưng mà không vấn đề gì. Em nghĩ là nó sẽ không có một vấn đề gì. Ở cái đáy bình không có vấn đề gì. Quan trọng là cái họa tiết nó vẽ vàng như thế này, đẹp như thế này thì không có tội gì mà các bác ngẩn ngơ mua em này về để dinh em này về nhà để sưu tầm. Đẳng cấp của một người chơi. Ngày vào ai chơi mà nhìn thấy cái này thì biết ngay là đẳng cấp của mình chơi như nào rồi mọi người. Đấy, mọi người thấy chưa? Toàn bộ bằng vàng hết luôn. Quá là chất luôn các bác ơi. Em thấy phê quá đây. Các bác xem này. Đấy, cái quai của nó, đầu con lân này, vàng luôn này. Bằng vàng này, đẹp quá. Như em kết nhất là cái chỗ này các bác ơi. Đây, cái chỗ cổ này này là thứ nhất này. Hai là cái vẽ hoa này, những cái bông hoa bằng vàng như này. Vàng mang lại sự may mắn cho gia đình này mọi người. Đấy, em đặt nghiêng này để em quay cho mọi người xem nhé. Đấy. Đấy. Phê chưa các bác? Em xin phép em đo kích thước nhá. Nó hơi rung một tí các bác cứ thông cảm cho em nhá. Miệng con này hơi khiêm tốn 8,6 phát lọc. Chiều cao của nó đây mọi người. Chiều cao khoảng 24. Chiều cao con này chính là 24 mọi người nhá.
chiều ngang của nó đây. Chiều ngang của nó 10 mọi người ạ. Chiều ngang 10. Chiều ngang của giữa hai cái quai này đây khoảng vào tầm 14 mọi người. 13,6, 13,8 thì lại tầm đấy. Rất là đẹp luôn. À, quá là phê luôn. Rồi, đây, em đặt hai bên này cho các bác xem này. Còn các bác nào có nhu cầu sưu tầm cái nào thì các bác cứ liên hệ với em nhá. Thì em sẽ đến cửa hàng em lấy cho các bác. Chứ cần cái này thì em thấy đẹp, giá thì nó cũng cao nên là em không dám mạo hiểm mua nó về các bác ạ. Các bác nào yêu em này thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 nhé mọi người nhá. Rồi một lần nữa thì cho em gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn xem video của em nhá. Đó, em chào mọi người nhá. Chúc mọi người xem video của em có một sức khỏe thật dồi dào và sưu tầm được thật nhiều sản phẩm mà mình ưng ý về để trang trí căn nhà yêu thương của mình, căn nhà hạnh phúc của mình. Em chào mọi người nhá.